qua. Ok. Rồi. Đây, vừa lên bảng hiệu của cái shop hào nè ha. Họ vừa lên xong báo mình xuống trách nhiệm thu. Đó, shop hào đầu tiên của Lốc V. Đó. Và cái kế bên thì cũng đang thi công là shop thứ hai nha. Thi công. Và đây là bảng hiệu luôn rồi. Nhanh, gọn, lẹ. Là sức khỏe cuộc sống nhà thuốc phòng oxy có số giấy phép đạt chuẩn đối với này đầu tiên có lúc về hay nằm đối diện nhạc nước tới về cầu tình yêu khu công viên hồ cảnh quan đang mình đang đứng ở lốc này lốc V nha lốc V chói chang tiền đầu trí lốc này lốc M lốc này lốc U rồi lốc S. Ok, sắp số 2. Sắp đầu tiên này rồi. Nhìn lại bảng hiệu lần nữa rồi. Ok luôn. SI06V7 sử dụng đuôi size số 4 đầu trí. Đẹp, đẹp quá trời. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.